khoản 15, điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định, từ 1 tháng 1 năm 2021, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh, không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% tiêu phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước. Từ 1 tháng 1 năm 2021, bảo hiểm y tế trái tuyến vẫn được hưởng 100% tiêu phí khám, chữa bệnh. Ví dụ, chị Nguyễn Thị E có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Hiện nay, nếu chị đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc tỉnh khác, chị E chỉ được hưởng 60% tiêu phí điều trị. Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2021, nếu chị E tới Bệnh viện tỉnh Ninh Bình hay Thanh Hóa, thì chị E được hưởng 100% tiêu phí điều trị như đúng tuyến. Đây là thành tựu của việc thông tuyến bảo hiểm y tế. Hiện nay, việc thông tuyến bảo hiểm y tế mới được áp dụng ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xóm và tuyến huyện. Đến năm 2021, việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh. Lúc này, người dân nhập cuộc bảo hiểm y tế sẽ có nhiều thuận tiện hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc để mắc và bảo vệ sức khỏe cho mình. Tuy nhiên, việc thông tuyến này chưa áp dụng đối với các bệnh viện tuyến trung ương để tránh tình trạng quá của anh ấy.